Chiều ngày 28 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh bước vào đợt triều cường rằm tháng 9 âm lịch. Mức đỉnh triều trong đợt này khá cao, nhiều tuyến đường ven sông rạch lại bị ngập. Đặc biệt tại quận Bình Thạnh, khu dân cư phía dưới chân cầu Kinh Thanh Đa bị triều cường tấn công do kè bảo vệ đã bị sạt lở. Tại đây có khoảng 200 mét kè bị sạt lở, các phần trụ kè đoạn này gần như bị nước nhấn chìm. Khu vực kè sạt lở này đã diễn ra hơn 4 tháng nay nhưng chưa được khắc phục. Đây là tuyến kè sung yếu bảo vệ khu đông dân phía trong. Trước đó có khoảng 15 hộ dân đã được cơ quan chức năng di dời ra khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm trên. Theo ghi nhận hiện tại, nước từ sông đã tràn vào trong những ngôi nhà này, ngập hơn 1 mét. Ngoài ra, nước còn tràn vào gây ngập các tuyến hẻm bên trong. Có một số nhà dân cũng bị ngập gần 1 mét mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn, Đồng Nai lên nhanh theo kỳ triều cường. Mực nước đỉnh triệu cao nhất thực đo tại trạm Phú An, sông Sài Gòn đạt 1,6m, trạm Nhà Bè, sông Đồng Điền 1,64m. Đỉnh triệu đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày mai ở mức 167 đến 1,72m, vượt báo động 3, 1,6m. Mức triệu này tương đối cao, tuy nhiên chưa phải kỷ lục. Đợt đỉnh chiều cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh rơi vào ngày 30 tháng 9 năm 2019 và đạt 1,77 đến 1,8m.